chứ khi nặng đầu thì thôi quá bắn được. Dạ. Thấy không? Dạ. Về thì kiếm cây chút xíu thì nó bắn liền. Dạ. Dạ, con đau này phải không? Dạ, vai với lưng một chút. Ừ, dạ. Cái này cái nào đúng hay không đúng thì cứ nói nghe. Dạ, dạ. Đây. Đúng đây. Rồi. Dạ. Thấy không? Đúng rồi chứ. Hồi xe đâu đúng không con? Dạ. Đúng rồi này. Làm cho như người biết hết kìa. Đây, đây là cái gì? Thần kinh tỏa đó. Dạ. Cái phần khóc đó. Thì để mết. Dạ. Ừ, nhà chú đã có tha, chú rất có việc phân trước này. Hát hơi nghe, hát dắt hơi luôn. Ừ. Dạ. Hãy rồi đấy. Đừng tối đừng tắt lên nha. Dạ. Đừng trước đấy nha. Dạ. Mẹ con chịu nha. Dạ. Đừng ai. Đúng rồi, tắm đêm là nguy hiểm lắm. Con coi lại đúng không? Dạ. Hãy con đang bắt ngồi nha. Dạ. Chúng bắn cái quyền nè, cái cuốn lên. Cuốn nè, cuốn nè. Dạ. Ao đây phải không? Dạ, dạ. Chị đóng cửa mà cho em con muốn lắm. Con ở đâu vậy? Thôi thôi. À đây. Chịu cái này không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Thắt lưng và từ thắt lưng nè. Dạ. Cái biết chứ. Còn che đâu đó. Đánh. Mày thương cuộc sống á. Ha. Đây đang bấm việc dắt hơi, bấm việc dắt hơi. Nó mất cùi luôn hơn. Con phun ra chút một chút. Dạ. Ừ, đó. Dạ. Mày đã không? Dạ. Dạ như có. Kéo. Thì ai đau. Tức dài. Thank you.
tháng 10 hay là trúng gió đi làm á, đi dựng mưa hết trúng gió về nắng á, nắng xong là mưa xuống bốc hơi đất lên hửi mùi đất hơi lẫn tủ thanh tiết á, hửi mùi đất thì gió trúng mắt thì là cái miệng biết hết. Cái xe cỏ là cái bố xe đây đi bên đi bên thả lỏng người nha nha thả lỏng người nha thả lỏng ra thả lỏng ra đây nha. Chứ kể chắc hơi luôn. Có chứ. Có không? Có. Có. Có chứ. Ừ. Thì là biết hả? Biết hơi thì biết hả?
con người đó. Nó đỏ là mình cũng chảm á. Dạ. Mình cứ bấm được điểm hết. Bấm được điểm đậu á. Chú làm chú yếu mè. Vừa làm chỉ người ta luôn đó. Mà sao phải vậy làm bấm điểm này có mấy người đã bấm nha. Chú phải ai bấm được đâu nha. Gần đó. Nói con ngủ thì tốt lắm. Thỉnh thoảng thôi chứ. Ừ. Nằm hay trời lại bị thuốc. Nó coi này đau lắm. Buổi đêm. Nó gặp đẻ. Nó bị đẻ. Tiệt nó thì bài quên luôn. Thằng khác không ai có việc nữa. Đó, ha. Nam nữ cộng tài một cái nhà hết. Là trong bước đi nhẹ người lắm. Đây là cái mặt bài kinh này.
Ấm. Lấy hết kinh này qua tuổi nặng nghe hết kinh này. Bắn vô. Cảnh này là dầu vô gân phải nóng cái gì ăn da. Phải không? Hết. Đó, nghĩa cách. Hãy thank you.
khỏe là nó kêu mình khóc. Nó được bấm mọi cái việc dễ cả. Hãy chú ốm như vậy, bả giờ chú bấm đây nè. Không sao đâu. Gì đó. Cảm giác này hay đó. Nó không vậy. Cảm giác này cái người Việt biết đau, không biết đau. Cái người Việt cái vậy á, nó tốt. Người Việt thấy nó giống cái đau, ta không biết đau, cậu trai không rồi. Để coi, ta không có máu, ta không đau nữa. Người ta biết. Mở giò đây, mở giò đây là bắt chuối, bắt chét, chuối. Đây là góc cảnh của dự nhé. Đây là bắt thịt của phần 1. Coi, coi, ta, ha, ta đi, đó, đó, chó nhiều còn nhiều lắm, đó, chúng ta đúng không? Chó, đó, nè, đó, mấy khớp, khớp, đây, đây, từng khớp, đây, hai cái này đau rồi, hai, các vị không cao cương, phải kiếm ở đây thì nổi luôn. Anh làm gì đó? Cái hông? Kêu thở. Cái nào? Cái nào không đó? Dạ, dạ. Cậu cứ còn nghe mà. Thấy không? Không có tắt đâu. Kinh nghiệm của ta mà. Quay trở lại đi, bố chú. Thở một người ra. Nó kêu bên đây. Hai bên. Dạ. Không biết gì. Ai cả đau quá. Biết thế. Thả lòng người nha. Yên á. Kêu nha. Biết thả lòng người nha. Rồi cứ làm nó tắt đi. Rồi là kêu nha. Rồi thả lòng người nha. Thả lại. Thầy, thầy có chứng cứ. Nghe được rồi. Dạ chút. Đó. À, đây. Chưa. Về bánh dè, rồi bánh dè. Một tay cắm cái này, hai cái tay cắm đi gần cái này. Cái đừng có để ý nha. Cắm đây, hai cái tay cắm đi gần cái này. Cắm trên dưới luôn nha. Để ý nha, để chú làm nha. Cái gần cái bên này, tay gần này. Bên này cao, đây cũng vậy. Để chú nhau luôn. Khi nào chúng ta để quên, làm quên rồi. Bên trong mình cũng cua ra. Chúng ta cũng để quên. Hả lòng người ra. Đó. Đó. Lối. Đó, nó kêu không? Kêu không? Dạ. Lối kêu.
Thật hay. Hay. Đã hay. Mày mối nè. À, mày mối nha. Cứ thác cũng quay được, mày mối cũng quay luôn. Hết, anh quay cho con này. À, bắt đầu hai cái luôn. Vừa được mối thì cũng thác luôn. À, tốt. Cứ cứ đời là con đi mà. Thuộc. Mối nha. Còn nhà mình đều ha. Đó. Thầy mới khá luôn. Nãy là đồ không? Tức bố rồi. Không, quay về. Cấp hai, cấp bố luôn. Thế là đưa lên khu không? Ha, chiều quay à. Cấp hai, cấp bố luôn. Đó. Là mình nhẹ. Cấp hai, cấp bố. Không, quỷ miễn cơ thể. Chừng lên khu. Bên đây ra bên kia thì lại giống nhau hết. Cái chi này thì đầu cuối dài lưng từ cổ và chân của thở hiểu mà nghe nó thở là thở anh thở cái khớp này ha thở bấm hai mũi nhọn bấm biết công việc cũng không để cho không ai biết bắn đâu không phải nhẹ bắn đâu bò bên trong gân như bảo bò bên trên đây hai cái nhìn bên đây cái này tôi thấy bắn cũng biết là thế đây là hai cái không ở dưới đây cũng có hai cái luôn nhớ nha nhìn đó trên hai cái dưới hai cái bắn luôn. Cái bản lề đó. Trời ơi, đi xuống đây nha. Cái gương nha. Đi xuống đây. Trục. Đó, đi nè. Đó, sát cái dưới đó. Đây, nó kém xuống đây. Thả cái việc con cây. Thở. Thở là không tạo rồi. Đừng giữ rồi nha. Thở là không cây. Rồi, có tay nè. Cái bắn này, cái tay cái trục chưa nè. Thả lỏng nha, đứng gần nha, có kỹ nha. Hả? Cố gần tay nè. Thả lỏng cho coi. Hả? Đi vô.
Họ đâu cử động không? Dạ. Thấy không? Đi khác không? Thấy không? Dạ. Mình không đang kéo lên. Lên không gì hỏng là bằng tay hết, không gì hỏng đi bằng tay, thế là cái trên tay chủ rồi, nó hoạt động nắm vô được, buông dây được, thấy không? Đừng nói thế, bao giờ lên làm trên hết, các bạn chân con vậy, lên làm trên bàn chân nó làm dưới ấy bàn chân đâu? Việc làm mặt của tay là cái đời hành viên có tài khác anyway.
quay ở trong bàn tay đồng kinh mình á, mẹ quay chú quay cho con đi dạo dọc cái cảm giác đó, chú làm sao nó mình ta biết liệt tâm cái cảm giác đau dọc liệt cái chết mãi cái giò cảm giác cửa đập cửa ra được thầy cũng không che con cái điều cả hai bên không biết là việc phải dai việc phải dai nha đó đây là việc của nó luôn nè đau đau quá ha việc của chỏ nè hai cái của chỏ nha có hai cái đó cái điều từ hai bên luôn hai bên luôn đó việc cái nằm bên đây nghỉ đây chứ có thường đây chứ đây đây và bấm bấm trên nó dưới luôn à cái nằm xương khớp quá cấp được ha, hai bấm bấm tay vào cái này, rồi bấm nhiều bên còn nóng nó chạy một chút, hãy xuống đây chút xíu nha, đó tay dưới này, đó, cũng phải hết rồi đó, cũng được chuẩn như đó, cắt về, thế nha, mà phải dễ làm nha. Tay giờ học đẹp túng lên được bấm đẹp cái nha cái bài học dễ đâu cái học chỉ về cái chuyện đó cái bài đẩy vô bấm bấm không có đâu họ cũng biết đẹp mình bấm để ta thì đi ngay mình gặp nha thế nhưng mà đó con hỏi vô con cứ làm bấm mình nó phải bắt vô cái này lưng này kéo không biết gì mà được cái gì cũng đi cái vỏ mà lưng này trắng xanh luôn cái khả năng là tự động do cái nó đơn vị luôn đây là cái đơn như lượng này nha thôi thả lòng tay coi thôi
Có kêu quá. Có. Nghe không? Ừ. Nó kêu quá. Nó dạ kêu. Chú bấm con nghe. Thầy đang nghe cho mình thông báo. Thầy ngồi dậy chút. Ngồi dậy. Còn còn nữa. Thầy. Cái chỗ này. Thầy cái gì bố. Thầy dư cái này. Cái màn tai vậy đó. Dạ. Là cái gì cái màn tai vậy đó. Bắt. Đếm liền không có chúng gió vậy đó. Không có cái mặt. Khi đó. Cái khách đã. Thầy lừa lừa vô cánh người khác. Tỉnh táo liền. Thay đủ cái gì nữa. Thank you.
Rồi. Yeah. Yeah.